Tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao các cấp lần thứ 8 của huyện Xuyên Mộc đã được tổ chức. Báo cáo tổng kết ghi nhận, đại hội diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhưng với quyết tâm khắc phục khó khăn của ban chỉ đạo và ban tổ chức đại hội, toàn bộ nội dung trong đại hội đều hoàn thành. Đại hội các cấp đã thu hút hơn 63.622 lượt người tham gia, trong đó có hơn 5.499 lượt vận động viên. Đại hội thể dục thể thao các cấp lần thứ 8 của huyện Xuyên Mộc diễn ra đều khắp trên địa bàn huyện. Đối với đại hội cấp huyện có 11 môn thi đấu, quy tụ 1.278 vận động viên, 121 huấn luyện viên, đại diện 27 đơn vị tham dự với 357 bộ huy chương được giao. Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc khen thưởng 21 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp huyện. Biểu dương 40 vận động viên đã nỗ lực tập luyện, đạt thành tích cao tại Đại hội Thể dục Thể thao huyện và Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh.